Kính thưa quý vị, người biểu tình Ukraine kiểm soát dinh Tổng thống và Quốc hội, tin từ Kiev. Người biểu tình đã chiếm giữ văn phòng của Tổng thống Viktor Yanukovych ở Kiev vào ngày hôm nay và phe đối lập yêu cầu một cuộc bầu cử mới tổ chức vào tháng 5, trong khi quyền lực của nhà lãnh đạo thân Nga đang nhanh chóng bị xói mòn sau các cuộc đụng độ đẫm máu ở thủ đô. Người biểu tình đã đi vào dinh Tổng thống ở thủ đô và đã kiểm soát cửa ra vào. Các nhân viên bảo vệ có mặt bên trong tòa nhà nhưng đã không tìm cách trục xuất những người biểu tình. Nhóm tự vệ quảng trường độc lập, hay có thể gọi là lực lượng gìn giữ trật tự của phong trào chống đối, cũng đang canh gác Quốc hội Ukraine, nơi các dân biểu đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp. Các thành viên nhóm tự vệ được nhìn thấy kiểm tra giấy tờ của những người đi qua lại trên những con đường xung quanh Quốc hội. Lãnh đạo nhóm tự vệ nói rằng sự đổ máu đã xảy ra ở thủ đô không phải do lỗi của người biểu tình mà là do ông Yanukovych và đảng các vùng của ông ta đã gây ra. Và họ phong tỏa Quốc hội để bảo đảm không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Nơi cư trú của ông Yanukovych bên ngoài thủ đô cũng đã bị bỏ trống và các nhà báo có thể tự do đi vào. Một nguồn tin an ninh cho biết là Tổng thống Yanukovych vẫn còn ở Ukraine nhưng không thể xác nhận là ông ta có ở Kiev hay không.